Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh Vlog Mục Tiêu. Vlog Mục Tiêu đang ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nhé. Bây giờ chúng ta cũng chạy xe máy vòng vòng Hồ Xuân Hương để tham quan nhé các bạn. Hồ Xuân Hương hôm nay nắng đẹp, nắng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày thứ bảy cuối tuần đó các bạn, cho nên mọi người đến thành phố ngày qua này rất là đông nha các bạn. Đây là Hồ Xuân Hương. Bây giờ chúng ta cùng đi qua cái bộ phận nha. Người ta thì rất là đông luôn các bạn. Để chúng ta tắt máy để qua cái bụng bên này nha. Vâng, chúng ta cùng men theo đường Trần Quốc Toản để đi một vòng Hồ Xuân Hương nhé các bạn. Hồ Xuân Hương thì bữa nay rất là đẹp luôn. Các bạn cũng thấy Hồ Xuân Hương. Có biểu diễn âm nhạc các bạn. Nãy quên quay cho các bạn cùng xem. Để một chút chúng ta cùng dòng lại để xem biểu diễn nhé các bạn. Vâng các bạn thân mến, đây là đường Trần Quốc Toản nhé các bạn. Đường Trần Quốc Toản thì mang theo Hồ Xuân Hương. Mang theo Hồ Xuân Hương nhé. Bên kia là quảng trường các bạn. Bên kia là quảng trường Lâm Viên nhé. Một chút chúng ta cùng qua bên quảng trường để xem nhé các bạn. Ở Đà Lạt sống về đêm cho nên buổi tối thì nó rất là đẹp luôn. Bây giờ thì nó cũng chưa có đẹp lắm đâu, buổi tối nó mới đẹp. Nay ở thành phố Đà Lạt nó có bố trí những cái bóng đèn để gọi lên những cái cây hồng á các bạn. Gọi lên những cái hồng thì nó màu này màu kia, màu xanh, màu đỏ, màu vàng á, nhìn nó rất là bắt mắt các bạn. Vâng, đây là Hồ Xuân Hương nhé. Xa xa kia là trường Đại học Sư phạm Đà Lạt. Trường Đại học Sư phạm Đà Lạt thì kiến trúc thời kỳ Pháp thuộc. Bây giờ Vũ Trọng thì không cho đâu, sau 5 giờ họ mới cho vô. Nhưng mà vô cần phải có giấy chứng minh họ mới cho vô. Thẻ căn cước á các bạn mới cho vô nhé. Kế bên trường Đại học Sư phạm Đà Lạt thì là nhà ga Đà Lạt nhé các bạn. Nhà ga Đà Lạt thì cũng hơi kỳ pháp thuộc luôn. Bây giờ chị còn có một to đi chạy mát. Đi chạy mát là còn hoạt động thôi các bạn. Những cô chú anh chị ngồi đây nghỉ mát nè các bạn. Xung quanh Hồ Xuân Hương á thì trồng rất là nhiều quá anh đào nhé. Wow.
bán thỏ thì các bạn có một cô bán con thỏ nhé, rất là dễ thương luôn. Xe ngựa thì nó dẫn đón du khách thường nha các bạn. Một to nha, trời ơi, chiếc xe nó mới ép mình đó các bạn. Đây là cái hông nha các bạn, cái hông lá kim ở bên kia, còn cái này cái hông cái hông gì mình quên rồi các bạn. Nếu các bạn biết cái hông này là cái hông gì thì các bạn có thể comment xuống cho mình biết nhé. Còn đây là công viên gì mình cũng quên tên rồi. Nếu các bạn biết tên thì cho mình biết bằng cách comment xuống đây nhé. Vâng, mình đang đến vườn hoa thành phố Đà Lạt nhé các bạn. Vườn hoa thành phố Đà Lạt, vé vô cổng hình như lúc đó thì mình đi là 100.000, bây giờ không có biết lên hay không lên rồi các bạn. Mình qua vùng quanh này rồi mình sẽ quay cho tất cả em bạn cùng biết. Vâng, hình như đây là bến xe Phương Trang nhé. Ủa, sao bến xe Phương Trang nằm ở đây ta? Theo như ông Tiêu được biết á, là bến xe Phương Trang nằm ở trong bến xe mà. Thôi mình cũng không biết chừng được. Có một công viên nhưng mà mình không biết đây là công viên gì. Mình đã đi vô đây tham quan hết mấy lần rồi nhưng mà không biết công viên gì nhé. Ở bên đây là hồ sơ tư không nhé các bạn. Đà Lạt nó cũng muốn cho quay lại thời quá khứ các bạn, quá khứ huy hoàng của thành phố Đà Lạt bằng cách xây dựng những cái giống như là của nhà của người đồng bào các bạn, rất là đẹp nhé. Chúng ta đang theo dõi toàn cảnh của thành phố Đà Lạt nhé. Mình vừa lái xe, mình vừa quay cho các bạn cùng xem.
xem nó hơi gùng chút xíu, mong các bạn thông cảm nha. Các bạn nếu thấy kênh này có nghĩa thì các bạn có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo. Đẹp ở thành phố Đà Lạt nhé. Ở đây có nhiều tòa nhà cũng thời kỳ pháp thuộc các bạn, giống như tòa nhà bên đây đó, theo kiến trúc của người Pháp các bạn, rất là đẹp nhé. Bây giờ hình như nó đã bỏ quen các bạn. Vâng, còn đây là con đường Việt Sen các bạn. Con đường Việt Sen. Chúng ta cùng men theo con đường này tên gì quên. Chúng ta cùng men theo con đường này để đến với quảng trường thành phố Đà Lạt nhé. Đây là công viên Việt Sen các bạn. Công viên Việt Sen thì nó rất là rộng lớn các bạn. Vâng, còn đây là quảng trường thành phố Đà Lạt. Chúng ta cùng ngừng lại để xem những cái vẻ đẹp của cái quảng trường này mang lại cho thành phố Đà Lạt nhé. Bên kia là trung tâm thành phố Đà Lạt các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đi tiếp nhé. Đợi buổi tối mình sẽ ra đây, mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem về thành phố sống về đêm nhé các bạn. Hỷ Tạ, nhà hàng Hỷ Tạ thì nó cũng có rất là lâu đời rồi các bạn. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi về chỗ chỗ nghỉ chỗ Booking nhé. Vâng, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong ngày gần đây.